Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình ghép lại cái cây mai này đây, thì sẵn đây mình cũng quay lại cho các bạn xem luôn cho vui. Thì cái cây này là cũng là cây mai phôi thôi các bạn. Thì hôm cây này hồi đó mình trồng, hồi đó mình vừa trồng xong thì mình cũng ghép rồi. Thì nó cũng đã dính rồi các bạn đó. Nhưng mà bữa mình vô tình mình làm rơi đồ đó chúng nó thì nó gãy cái bo ghép này các bạn. Thì hôm nay thì mình buộc mình phải ghép lại các bạn. Đó, cái này hôm nay mình ghép loại này loại loại cúc bi nha các bạn. Đó, và có vấn đề này mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì các bạn biết lý do tại sao những cái mầm non nó ra mà mình không lặt bỏ không các bạn? Đó, thì đây là cái lý do là mình vẫn để nó, là nó mình ghép vô, nhưng mà mình những cái đọt non xanh nó mọc um tùm mình vẫn để nó luôn các bạn. Thì chính vì cái cây phôi đó nó vừa ra đó, thì cái những cái đọt non này nó ra này các bạn, thì nó quang hợp, nó giúp cái bộ rễ của mình nó phát triển đó các bạn. Đó, thì chính 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 cái thời điểm này là cái bộ lá nó rất là quan trọng các bạn. Đó, nó sẽ quang hợp rồi nó rất, nó tạo ra cái bộ rễ, và chính chính vì nó tạo ra bộ rễ thì cái bộ rễ nó mới hút nhựa được lên, là thế nó mới nuôi được cái nhánh ghép của mình đó, nó mới khỏe mạnh nha các bạn. Đó, thì cái nhánh nhánh ghép mình nó sẽ mau kéo nhựa và nó sẽ mau liền và nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đó, một một số bạn sai lầm, nhiều khi các bạn ghép vô đó các bạn vội vàng các bạn lặt bỏ những cái đọt non đó, thì không nên nhé các bạn, không nên nha các bạn. Tại vì nó là cây mai phôi mà các bạn, mình vừa bứng lên chậu mà các bạn, thì nó vừa ra đọt đọt non đó, thì mình cứ để nó đi, mình cứ cho nó mọc tùm đi các bạn, không 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 có vấn đề gì đâu. Đó, thì mình ghép thì mình cứ ghép thôi, nhưng mà khi nào cái mắt ghép mình nó liền nó phát triển rồi thì mình hãy lặt bỏ sau các bạn. Đó, thì hôm bữa mình chính vì mình để gì đó mình ghép rồi rồi cái đó mà cái bo mình nó bị gãy đó, thì cái cây nó không có bị tụ tụ nhựa và nó không có ảnh hưởng gì đến cái cây nha các bạn. Cây nó vẫn sống khỏe nha các bạn. Còn nếu mà các bạn lỡ các bạn lặt bỏ đó, thì cái cây lỡ cái nhánh ghép của bạn bị tuột bo hoặc là gãy bo đó, thì cái cây mình nó sẽ bị si cây nha các bạn. Tại vì lúc trong cái lúc quang hợp mà nó ra cái đọt non đó, từ cái cây phôi nó ra đọt non mình trồng cũng khoảng ít nhất là 10 đến nửa tháng thì nó mới ra đọt non được. Nhờ trong trong khi mình ghép mình lặt bỏ nó thì cái giai đoạn đó nữa thì nó kéo dài tới 1 tháng hơn là nó không có quang hợp được, thì cái cây nó rất là dễ si các bạn. Thì đây cũng là cái quan điểm cá nhân riêng của mình thôi đó. Thì hôm nay mình ghép lại cái giống cúc bi vô này các bạn đó, thì mình cứ để cho nó mọc tùm vậy nè các bạn, không có quan trọng đâu các bạn đó. Khi nào cái nhánh bo cái nhánh ghép của mình nó phát triển nó mọc rồi, nó phát triển tốt rồi, thì mình hẳn lặt bỏ những cái đoạn non này sao cũng được các bạn đó. Các bạn nghĩ nó không đủ sức nuôi nha các bạn, cái đó là không đúng nha các bạn. Đó, nó đã đâm đọt non ra là nó dư sức là nó nuôi được cái cây của nó các bạn. Đó, chính vì cái bộ lá non như này nó mới giúp cây mình phát triển khỏe được các bạn. Thì đây cũng là quan niệm riêng của mình thôi, thì mình có sao mình chia sẻ vậy ha. Rồi, chắc mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.